18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng trường thông dụng. Hôm nay chúng ta học tới tập 34. Chi tiết là mật suế đó tỷ sát sứ sử trí. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất là từ tráng. Tráng nghĩa là nếm, ăn thử hoặc là nếm thử. Câu ví dụ thứ nhất. Ua tráng cua lỡ, bù xén, nhiệt bù tàn. Căng căng hảo. Ua tráng cua lỡ, tôi đã nếm thử rồi bù xiến không mặn dễ bú tàn cũng không nhạt cang cang hảo vừa ngon ủa trắng của lợ bù xiến dễ bú tản cang cang hảo câu dụ tiếp theo ủa cang chú hảo tờ thang nỉ trắng ý xả xẻo xin bía thang lợi chảy à ủa cang chú hảo tờ thang đây là cụm danh từ thang món canh ủa cang chú hảo tờ em vừa nấu xong Chủ là nấu Hảo ở đây dịch là xong Nì tráng ý xe Anh nếm thử một chút đi Xèo xin, cẩn thận Bía đừng Thang là bị bỏng Chuẩn là cái miệng Xèo xin, bía thang là chuẩn Cẩn thận đừng làm bỏng miệng Ủa căng, chú hảo tờ thang Nì tráng ý xe Xèo xin, bía thang là chuẩn à. Câu ví dụ tiếp theo Ủa khái mấy ổ tráng của Liên ai tờ chư quầy nở à. Ủa khái mấy hiểu cộng với động từ cộng với cua có nghĩa là chưa từng làm việc gì đó Ủa khái mấy hiểu tráng của tôi vẫn chưa từng nếm thử liên ai chư vậy là mùi vị hoặc dư vị liên của tình yêu của khái mấy tráng của liên ai chư wei từ vựng tiếp theo là từ tráng sư nghĩa là thử sức làm thử hoặc là thử câu ví dụ thứ nhất chưa cơ phương án, chứ tứa sự sự. Chưa phương án, phương án này, chứ đáng để sự sự thử một chút. Chưa cơ phương án, chứ sự sự. Câu ví dụ tiếp theo, phản sự mấy của ý sự chấm là những cái gì đó. đây là cụm danh từ,

Tráng sử, thử chú lì la chi đỡ xin bàn phả đây là cụm danh từ xin bàn phả phương pháp mới chú lý xử lý la chi rác thải chú lý la chi đỡ xin bàn phả phương pháp mới trong xử lý rác thải của mến trần dài nụ thử xử sử chú lì la chi đỡ xin bàn phả từ vựng tiếp theo là từ tráng sử Tráng sử nghĩa là hiểu biết hoặc là thưởng thức tức là những cái kiến thức rất là phổ biến mà mọi người ai cũng nên biết. Câu ví dụ thứ nhất. Dùng sổ cha, jing, sử phá Dùng dùng tay cha lau yên mắt Sử là chê phá vệ sân trắng sứ tờ biểu xiên. Đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch từ biểu xiên trước. Biểu xiên là sự thể hiện hoặc là biểu hiện chưa phá thiếu Vệ sân trắng sứ tức là những hiểu biết về vấn đề vệ sinh dùng sổ cha hiện trên chưa phá vệ sân trắng sứ biểu câu ví dụ tiếp theo sân hóa trắng sứ thí sinh tha bù nắng si lâu xin dùng khả tờ mì mạ sân hóa sứ thưởng thức đời sống thí sinh tha nhắc nhở cô ấy bù nắng si lâu không được để lộ Sinh dụng khả tờ mì mạ Mì mạ là mật mã hoặc mật khẩu xin dụng khả tờ của thẻ tín dụng Sống hồ tráng sứ thí sinh tha Bù nấng xê lâu xin dụng khả tờ mì mạ Câu ví dụ tiếp theo Mấy cơ công mín Tâu yên cai trư tạo Phá luỵ tráng sứ Mấy cơ công mín mỗi công dân Tâu yên cai đều nên Trư tạo biết Phá luỵ tráng sứ thưởng thức pháp luật Mấy cơ cung mín tâu yên gai chư đao phá luỵ tráng xứ từ vận tiếp theo là từ tráng khoản Tráng khoản là bồi hoàn, hoàn trả hoặc là bù lại Có ví dụ thứ nhất Cung sư mấy cơ yê tâu yào tráng khoản, yến háng tợ tài khoản Cung sư, công ty mấy cơ yê mỗi tháng Tâu yào đều phải tráng khoản, hoàn trả Yến háng tợ tài khoản 贷款的款非银行的贷款还非银行公司每个月都要偿还银行的贷款个别字 detail 现在偿还的是利息本金一下子还偿还不了现在偿还的呃烧酒的那种的有了很多的钱说定吗现在背着偿还的还价 Sư lì xỉ là tiền lãi Bản chín tiền gốc Ý xe dự Trong chốc lát Hãy tráng khoán bù lẻo Vẫn chưa thể trả được Xuyên giải tráng khoán lì xỉ Bản chín ý xì hạ hả? dự khoán bù lẻo Câu ví dụ tiếp theo Chưa gia công trạng Khuê xuẩn yên trùng Mấy yếu tráng khoán tợ nâng lì Chưa gia công trả, Nhà máy này hoặc nhà xưởng này khu xuẩn, thua lỗ, yến trùng nghiêm trọng, mấy hiểu không có, trả khoán nâng lì, nâng lì là khả năng hoặc năng lực, trả khoán trả nợ. Chưa gia cung chẳng khu xuẩn yến trùng, mấy hiểu trả khoán nâng lì. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa bị chiến, ủa chống xe cơ yue khai sử trả khoán, liêu cơ yue hoán hoán. Chưa bị chiến, số tiền này, Ủa Tôi từ tháng sau, khai bắt đầu khoán trả hạn, liều tháng hoán, hoán, trả hết Chưa bị chén, khai khoán, cơ yu, hoán, hoán. Từ vựng tiếp theo là từ tráng trắng Tráng trắng nghĩa là trường thành Có ví dụ thứ nhất Mảy thiên, dấu khẩn tua ngoài của phởng hiểu, lái dấu lãn trắng trắng Mảy thiên, mỗi ngày, dấu khẩn tua có rất nhiều Ngoài của phởng hiểu, bạn bè người nước ngoài Lái dấu lãn, đến du ngoạn, trắng trắng, trường thành Mảy thiên, dấu khẩn tua ngoài của phởng hiểu, lái dấu lãn trắng trắng Câu ví dụ tiếp theo Ba tá lĩnh trắng trắng tợ chỉnh sửa, sứ phân trọng quan. Ba tá lĩnh trắng trắng tợ chỉnh sửa, đây là cụm danh từ chỉnh sửa cảnh sắc. Ba tá lĩnh trắng trắng tợ của Trường Thành Bát Đạt Lĩnh, ở vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Sứ phân vô cùng trọng quan, hùng vĩ. Ba tá lĩnh trắng trắng chỉnh sửa, sứ phân quan. Từ vựng tiếp theo là từ trắng trăng. Tráng Giang là sông Trường Giang. Câu ví dụ tiếp theo, Tráng Giang chuyển tráng liều trên san tua trên mỹ, sự sự chia tỷ san tả khứa liễu. Tráng Giang sông Trường Giang, chuyển tráng tổng độ dài, liều trên san bảy tua hơn 6.300 trên mỹ km. Mỹ là mét, còn trên mỹ là km. Sự là sự chia tỷ san tả khứa liễu. Đây là danh từ ghép. Ta hứa liếu là con sông lớn. Tỷ san là đứng thứ ba. Sự trên thế giới. Tráng giang trên mỹ. Câu ví dụ tiếp theo. của an biên. nhà của tôi. ở ngay. Tráng giang an biên bên bờ sông Trường Giang. 我的家就在长江岸边. Từ vựng tiếp theo là từ trắng thú. Trắng là dài, thú là đường. Trắng thú là đường dài. Câu ví dụ thứ nhất. Của chỉ trắng thú tiền hỏa khẩn quẩy. Của chỉ trắng thú tiền hỏa, đây là cụm danh từ. Tiền hỏa, điện thoại, trắng thú, đường dài. Của chỉ quốc tế, khẩn quẩy, rất đắt. Của chỉ trắng thú tiền hỏa khẩn quẩy, Câu ví dụ tiếp theo, trang thú phê xín sự hẳn ủ lẻo Trang thú phê xín, đây là danh từ ghép. Phê xín là bay, chuyến bay. Trang thú đường dài. Sự hẳn ú lẻo là rất nhàm chán. Trang thú phê xín sự hẳn ú lẻo Câu ví dụ tiếp theo, trang thú huyền su, chân gia lờ su bẩn. Tráng thú yên đây là cụm danh từ. Yên su là việc vận chuyển. Tráng thú đường dài. Dân gia lợ là đã làm tăng thêm. Su chai tợ trắng bẩn. Trắng bẩn là giá thành, tức là tổng chi phí để làm ra một sản phẩm nào đó. Su chai tợ của rau. Tráng thú yên su, gia lợ su tợ bẩn. Từ vựng tiếp theo là từ chẳng. Từ chẳng ở đây là lượng từ, nghĩa là trận, cơn hoặc là đợt. Câu ví dụ thứ nhất Xiao y chẳng lán chiếu bị sai Xiao buổi chiều Yếu y chẳng có một trận Lán chiếu bị sai thi đấu bóng rổ Xiao yếu y chẳng lán chiếu bị sai Câu ví dụ tiếp theo Liêu suy na niên Ua tứ lơ y chẳng trung bình Liu suy na niên Năm sáu tuổi Ua tứ lơ tôi bị mắc Y chẳng trung bình một căn bệnh nặng Liệu suy nạn nến Ủa tứa lợi ý chẳng trung bình Câu ví dụ tiếp theo Lụ sẵn thu rán xe lợi ý chẳng tạ ủi Ủa mấy tạ ủi sản Xóa ủi Chiều lín đơ xe lụa thang chi Lụ sẵn trên đường đi Thu rán đột nhiên Xe lợi ý chẳng tạ Đổ một cơn mưa lớn Ủa mấy tạ ủi sản Tôi không mang theo ô suối chiều thế là liền lín đợ bị ướt xiang lùa thang chi như là một con gà rơi vào nồi canh tức là ướt như chuột lột lù sàng thu rán xia lờ y chẳng ta hủy ủa mấy ta hủy sản suối chiều lín đợ xiang lùa thang chi từ vựng tiếp theo là từ chẳng hứa chẳng hứa là nơi chỗ trường hợp hoặc là hoàn cảnh câu ví dụ thứ nhất Sua hoa bù phân chả hớ, rung y rửa sử Sua hoa nói năng, bù phân không phân biệt, chả hớ nơi chỗ Rung y dễ, rửa sử gây nên chuyện Sua hoa bù phân chả hớ, rung y rửa sử Còn ví dụ tiếp theo Chừng sư chả hớ tờ tả ban, yên cái bị phiến sứ chẳng chịu Chừng sư chả hớ tờ tả ban, ban, đây là cụm danh từ Tả bàn là việc ăn mặc hoặc là trang điểm Chương sự trả hứa Là ở những nơi trang trọng Yên cái nên Bị phính xứ là cái gì đó Hơn mọi khi Chẳng chiều là chú trọng Chương sự trả hứa tờ tả ban Yên cái bị phính xứ chẳng chiều Câu ví dụ tiếp theo Bố dạo dạy cung cung trả hứa Tả mà hải <laughs> dự Bố đừng chạy cung cung trả hứa ở nơi đông người cung cung chẳng hứa là nơi đông người hoặc là nơi công cộng tá mà hãy dự đánh mắng trẻ nhỏ họ bố nhỏ giải cung cung chả hứa tá mà hãy dự câu ví dụ tiếp theo giải cung cung chẳng hứa yêu giảng trừ suy yêu yếu cửa xiên lái hậu tạo giải cung cung chả hứa ở nơi công cộng yêu giảng trừ suy phải có trật tự yêu yếu cửa phải có Xiên lái hầu tạo là thứ tự trước sau. Giải cung cung chẳng trừ suy, yêu lái tạo. Từ vựng tiếp theo là tự trả miền. Trả miền nghĩa thứ nhất là cảnh tượng hoặc khung cảnh, nghĩa thứ hai là hình thức hoặc là bề ngoài. Trước hết với nghĩa thứ nhất là cảnh tượng hoặc khung cảnh, chúng ta có câu ví dụ sau. Khuân lý tờ trả miền, sứ phân rửa não Khuân lý tờ trả miền, khung cảnh của đám cưới sứ phân rửa nào rất sôi động. Huân lý đỡ trả miền, sứ phân rửa nào. Câu ví dụ tiếp theo. Nỉ chèn của xiang bảy chín ao yên hoài khai mù sư na yàng đỡ ta trả miền mà. Nỉ chèn của sở mở sở mở mà là bạn đã từng thấy cái gì đó chưa? Xiang bảy chín ao yên hoài khai mù sư na yàng đỡ ta trả miền. Đây là cụm danh từ. Ta trả miền là khung cảnh hoành tráng. 像什么什么那样，那 giống như cái gì đó。北京奥运会开幕式，lễ khai mạc thể vận hội Olympic Bắc Kinh，开幕式是 lễ khai mạc，奥运会是 thể vận hội Olympic。你见过像北京奥运会开幕式那样的大场面吗？Go into detail。Theo, 既然你没有钱，还摆什么场面呢、啊？既然陈陈。Ch en, ch en, Tức là để nêu nên một cái tiền đề gì đó ở vế câu trước và vế câu sau sẽ là cái ý người ta suy luận ra. Chi là nỉ mấy hiểu chuyện, bạn đã không có tiền. Hãy bài sở mơ trả miền ạ, à. còn bài đặt hình thức gì chứ? Bãi trả miền là bài đặt hình thức, tức là thể hiện hình thức. Chi là nỉ mấy hiểu chuyện, hãy bài sở mơ trả miền à? Từ vựng tiếp theo là từ tráng sủa. Tráng sủa là nơi hoặc là nơi trốn. Câu ví dụ thứ nhất sửa truy, yú lửa khu phố hoặc là phường xã Vầy truy mín là làm gì đó cho cư dân Siêu chèn -e, thi công Siêu xén yú lửa -e, tráng sủa Đây là cụm danh từ Tráng sủa, nơi hoặc là khu Yú lửa -e, là vui chơi Siêu xén cũng là vui chơi hoặc nghỉ ngơi Siêu xén yú lửa -e, tráng sủa Nơi vui chơi giải trí. Khu vị siêu Câu ví dụ tiếp theo. Trá bao xính giao y trá, cảnh sát bao Cảnh sát cảnh sát bao đã bao vây xính giao y đây là cụm danh từ. Tràng nơi thamen, bọn chúng xính, tiến hành tú phỉm giao y giao y là giao dịch tú là ma túy cảnh bao vây là tham mến tiến hành tú y trang câu ví dụ tiếp theo cấm chỉ tại ý chia công công trang sở xì yên cấm chỉ cấm tại ở ý chia tất cả công công trang sở nơi công cộng Cung cung trả khứa thì nó có thể là nơi đông người hoặc nơi công cộng Ví dụ như ở nhà mình mà khi có tụ tập đông người thì đấy cũng gọi là cung cung trả khứa Cung cung tráng sủa Ví dụ như những nơi như là bến xe hoặc là bệnh viện hoặc trường học vân vân Si yên hút thuốc Chìn chữ giải ý chia cung cung tráng sủa si yên Từ vựng tiếp theo là từ tràng cưa Tràng cưa từ này rất là phổ biến và thông dụng đó là hát hoặc ca hát Câu ví dụ thứ nhất Tha y biến sĩ y phụ y biến chẳng cưa Tha cô ấy y biến sĩ phụ vừa giặt quần áo y biến chẳng cưa vừa hát Tha y biến sĩ phụ y biến chẳng cưa Câu ví dụ tiếp theo Lì chẳng cưa chẳng tớ chân hảo Lì chẳng cưa chẳng tớ bạn hát chân hảo thật là tuyệt ở đây chúng ta có từ chàng cưa là động từ ly hợp là nó có kết cấu là động từ kết hợp với tân ngữ. Tức là khi dùng để miêu tả động từ thì động từ trang phải lặp lại một lần nữa. Để trang cưa, trang tớ chân hảo. Câu ví dụ tiếp theo, ủa man chính lão sư y cưa. man chính lão sư chúng tôi mời cô giáo trang y cưa hát một bài hát. ủa man chính lão sư trang y cưa. Câu ví dụ tiếp theo, Ta gia cao sinh tờ chẳng chỉ cưa lại Ta gia mọi người cao sinh tờ tức là một cách vui vẻ Chẳng chỉ cưa lại Cất tiếng hát Ta gia cao sinh tờ chẳng chỉ cưa lại Từ vựng tiếp theo là tự chẳng khai Chẳng khai nghĩa là rộng mở hoặc là mở rộng Có ví dụ thứ nhất Ủa gia ta mấn Suối sứ chẳng khai Ủa gia ta mấn cánh cửa nhà tôi xoáy xứ là bất cứ lúc nào quay ní chẳng khai là vì bạn mà rộng mở Ủa cha ta mẫn xoáy xứ quay ní chẳng khai câu ví dụ tiếp theo tha xem của chẳng khai xung hoái Chàng chu lỡ là toàn quảng sử tha xem của chẳng khai chung hoái cô ấy mở lòng ra với tôi chàng chẳng khai xung hoái là mở rộng lòng mình ra Chàng chu lợ nói ra Na toàn quảng sự Chuyện đã qua đó Tha xe ngúa chẳng khai xung hoái Chẳng chu lỡ na toàn quảng sự Từ vựng tiếp theo là từ tràng thông Tràng thông nghĩa là thông Thông suốt, xuân sẻ hoặc là thuận lợi Tức là không bị ngưng lại Không bị kẹt hoặc không bị tăng nghén Câu ví dụ thứ nhất Ủa tờ xeo sâu trí tạo Hái bú thai chẳng thông Ủa mân tạo Đây là cụm danh từ Trí tạo là kênh hoặc là con đường Xeo sâu là tiêu thụ Ủa mân tạo Kênh tiêu thụ của chúng ta Hãy bú thai trang thông Còn chưa thông suốt cho lắm Ủa mân tạo Hãy bú thai trang thông Câu ví dụ tiếp theo Giao thông cao phong ỉ chinh của chỉ sàng trang thông tua lợi Giao thông cao phong là giờ cao điểm. Giao thông là giao thông cao phong là thời gian định điểm. Ý chiến đã của chỉ qua rồi. Lũ sản trên đường chẳng thông tua lở thông hơn nhiều rồi. Giao thông cao phong, ý qua rồi chỉ lũ sảng chẳng thông tua lở. Là... Chọn chưa đã xuyên trạng chinh lý bị, cao su công lũ khôi phục thông. Chuang chưa tờ xiên trạng, đây là cụm danh từ xiên trạng hiện trường. Chuang chưa tờ phụ đâm xe. Chinh lý, xử lý, quán bỉ đã xong. Cao su cung lũ, đường cao tốc. Khuây phụ lợ đã khôi phục. Trạng thông là sự thông suốt. Khuây phụ lợ trạng thông đã thông trở lại. Chuang chưa tờ xiên trạng, chinh lý quán bỉ. Cao su cung lũ, khuây phụ lợ trạng thông. Từ vựng tiếp theo cũng là từ vựng cuối cùng của bài hôm nay đó là từ chàng xiao. Chàng xiao nghĩa là bán chạy, chạy hàng hoặc là tiêu thụ tốt. Câu ví dụ thứ nhất, chưa khoản sổ chi, Sứ phân chàng xiao. Chưa khoản sổ chi, mẫu điện thoại này, Sứ phân chàng xiao, cực kỳ bán chạy. Chưa khoản sổ chi, sứ phân chàng xiao. Câu ví dụ tiếp theo, quảng cáo xuyên truyền sự sản phẩm càng gia trang quảng cáo xuyên truyền xuyên truyền là việc tuyên truyền hoặc là quảng bá quảng cáo xuyên truyền tuyên truyền quảng cáo sự sản phẩm khiến cho sản phẩm càng gia càng thêm trang bán chạy quảng cáo xuyên truyền sự sản phẩm càng gia trang câu ví dụ tiếp theo chưa chủng xin xíng sỉ y chi khẩn trang sale chưa dùng xin xíng sỉ y chi đây là cụm danh từ sỉ y chi là máy giặt xin xíng là kiểu mới chưa chủng xin xíng sỉ y chi loại máy giặt kiểu mới này khẩn trang sale rất chạy hàng chưa chủng xin xíng sỉ y chi khẩn trang sale và tất các bạn như vậy là trần giáo sư đã cùng với các bạn đọc và phân tích xong từng câu của bài hôm nay rồi Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại theo bạn Linh Sư Yên để chúng ta có một phát âm thật là chuẩn, giống như người bản ngữ nhé. Bye bye! Tỷ 34 chí Tráng 我还没有尝过恋爱的滋味呢。尝试这个方案值得尝试尝试。凡是没有经历过的事，我都想尝试一下。我们正在努力尝试处理垃圾的新办法。 常识，用手擦眼睛是缺乏卫生常识的表现。生活常识提醒他，不能泄露信用卡的密码。每个公民都应该知道法律常识。偿还。 公司每个月都要偿还银行的贷款，现在偿还的是利息，本金一下子还偿还不了。这家工厂亏损严重，没有偿还能力，这笔钱。 我从下个月开始偿还，六个月还完。长城每天有很多外国朋友来游览长城。八达岭长城的景色十分壮观。长江。 长江全长六千三百多千米，是世界第三大河流。我的家就在长江岸边。长途，国际长途电话很贵。长途飞行是很无聊的。 长途运输增加了蔬菜的成本。场下午有一场篮球比赛。六岁那年，我得了一场重病。路上突然下了一场大雨，我没带雨伞，所以。 就淋得像落汤鸡。场合，说话不分场合容易惹事。正式场合的打扮应该比平时讲究。不要在公共场合打骂孩子。 在公共场合要讲秩序，要有个先来后到。场面，婚礼的场面十分热闹。你见过像北京奥运会开幕式那样的大场面吗？ 既然你没有钱，还摆什么场面呐、啊？场所，社区为居民修建了休闲娱乐场所。警察包围了他们进行毒品交易的场所。 禁止在一切公共场所吸烟、唱歌。他一边洗衣服，一边唱歌。你唱歌唱得真好！我们请老师唱一支歌，大家高兴的。 唱起歌来，敞开我家大门，随时为你敞开。他向我敞开胸怀，讲出了那段往事。畅通，我们的销售渠道还不太畅通。 交通高峰已经过去，路上畅通多了。撞车的现场清理完毕，高速公路恢复了畅通。畅销，这款手机十分畅销。广告宣传使产品。 更加畅销。这种新型洗衣机很畅销。